Xin chào các bác, chào mừng bác quay trở lại với kênh YouTube của mình Nhìn Lạnh nhé. Hôm nay thì giới thiệu cho các bác một em đài hàng khủng. Đấy, sáp GF535 nhé. Hàng khủng. Đấy. Con này thì hiện tại tình trạng em thử là chạy hoàn hảo nhé. Cassette radio chạy hoàn hảo hết nhé. Đấy. Nút niếc các thứ thì đây có mỗi nút mấy cái nút này này. Đấy, nó thiếu thì em đã lắp bù đủ cho bác những cái nút này nhé. Đấy, những nút đấy thì em đã bù đủ cho bác cái loại nút nó cũng gần như giống y xì như của nó luôn nhá con nhá. Đây. Đấy. Chất đài còn ok không nhá, chất đài ok. Và con này thì có mỗi một cái vấn đề là thiếu mỗi một cái nắp pin thôi. Đấy, thiếu mỗi một cái nắp pin thôi nhá. Đây này. Đấy. Trên mạng thì thấy các bác bán nó gọi là hàng siêu đắt luôn, toàn mười mấy triệu thôi. Đấy, toàn mười mấy triệu thôi, có nhá. Đấy. Riêng em mà có thấy bác nào bán thấp nhất thì nhưng tầm 12 năm 13 thôi. Đây con này thì radio cassette đều chạy hết nhá. Đây. Đây. Đấy. Đây là cassette này. Đấy. Radio này. Đâu thấy đâu. Đấy. Mà thằng pha nữa khi mà bắt pha cái đầu cái muốn tới cái xe đậu góc trên lề bên đó phải rồi. Dạ. Hai em này. Đây nhau nha, để em xoay thử. Hàng khủng bố. Đây. Trên bò thì mình cũng bán bỏ, thế còn nói chung là mình cũng tự tìm hiểu từ những nhà ví dụ như người ta mua các quá ok mình, luôn. Mình đang chăn gà đây thì tự gì mình chạy ngon lành. Nói chung là ở gần các xã này là vẫn tham khảo nhau là cách làm thế nào. Đấy. Đây nhá. Đấy. Đấy, bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0975 775 716. Giá em để cho bác giá là 6,5 triệu nhá. Một nửa giá so với mọi người đang bán thôi. Về các bác dọn dẹp lên, hàng nguyên chất bãi nhá. Nhưng mà được cái là hiện tại đang chạy ngon lành. Đấy. Đấy, xin chào các bác nhá.